Mua xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nhiều anh chị và các bạn đang quan tâm về dòng xe gầm cao 5 chỗ với nhiều công nghệ đồ chơi Thì với mẫu em đang cập nhật cho anh chị và các bạn Đây là một chiếc xe Mazda x 5 phiên bản máy 2.0 Premium Sản xuất là năm 2021 đã lăn bánh quãng đường là hơn 4 vạn km rồi Với ngoại thất là màu xanh sai, nội thất ghế da màu đen gian nốp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất mới và dày dặn. Các đường nét chi tiết của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo trong clip em cập nhật cho anh chị và các bạn có thể tham khảo rõ ràng. Với những tính năng an toàn thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ như là hệ thống cảm biến phía sau, cam đùi, gạt mưa, đèn cảnh báo và cốp sử dụng là cốp điện. ở phần đuôi xe thì nó sẽ tạo nổi bật cho anh chị và các bạn bằng cái phần lip bô thể thao đây là những cái đường nét dọc thân xe thì nó sẽ được trang bị như là hệ thống bệ bước Đấy, những phần mép lối mép cản sơn si của chiếc xe nó vẫn còn rất đẹp với tỷ lệ sơn zin của chiếc xe thì nó còn à, rất là nhiều tuy vậy thì cũng có nhiều điểm à, nhỏ của chiếc xe nó bị sức răm thì đã được sơn tỉa lại rồi anh chị ạ à, ở phần đầu xe thì nó sẽ có nổi bật cho anh chị và các bạn những cái chi tiết như là hệ thống đèn chiếu sáng cái phần cản trước cản sau của xe đều có những phần phải sơn tỉa lại anh chị nhé đây là dàn đốp của chiếc xe thì các bác có thể cùng theo dõi cùng em em sẽ đi chi tiết từng phần một để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có hệ thống cam 360 có cảnh báo vượt trên gương ghế ngồi chỉnh điện hai bên riêng bên ghế lái của chiếc xe thì nó sẽ có chức năng cho anh chị và các bạn là nhớ ghế có phanh tay điện tử, có auto hold, màn hình ZIN theo xe, rồi là vô lăng tích hợp, thảm sàn, dán kính, bác chủ đã nâng cấp đầy đủ hết rồi. Anh chị và các bạn mua về sẽ không phải trang bị thêm nữa. ở trần xe thì nó cũng được trang bị như là hệ thống cửa sổ trời. Các chi tiết của chiếc xe mà anh chị và các bạn xem chưa rõ chỗ nào, mình có thể trao đổi trực tiếp cùng em. Em sẽ gửi chi tiết những cái phần mà anh chị và các bạn đang có thắc mắc để giúp cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về chiếc xe cũ đã qua sử dụng Đấy, ổ DVD à, vô lăng thì có trang bị bọc da với vô lăng này thì đã được nâng cấp anh chị ạ nó được trang bị dạng à, bọc vật carbon Đấy, rồi là bọc da lại phần à, khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì em cũng mở lên cho anh chị và các bạn cùng ngắm qua Đấy, em sẽ mở hết các cái hàng ghế để anh chị và các bạn có thể tiện theo dõi. Đầu tiên thì mình có thể nhìn qua về phần cánh cửa đi vào với những cái chi tiết bọc da này. Rồi là những cái phần chỉ khâu, chất lượng ghế ngồi của chiếc xe để các bác có thể cùng theo dõi. Có cửa gió điều hòa trung tâm, bệ tì tay, tựa đầu. Đấy là những cái chi tiết về khấu hao thời gian thì mình có thể nhìn qua những chi tiết em cập nhật cho anh chị và các bạn. À, từ góc này mình có thể nhìn quan sát lên phía khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo về những cái tính năng cũng như là cái độ rộng rãi của chiếc xe Đấy, hệ thống giải trí của chiếc xe sử dụng là loa bô có trang bị cột hai bên cũng như là bác chủ bác cũng đã nâng cấp cho chiếc xe như là cảm biến áp suất lốp rồi anh chị và các bạn mua về sẽ à, không phải nâng cấp thêm nữa mà chỉ việc sử dụng thôi xe này thì đăng ký tên tư nhân biển hà nội anh chị nhé cái biển em gắn trên xe là biển tạm thôi để đi dọn dẹp mà về sơn si của chiếc xe Đấy. đây là những cái phần à, khoang lái của chiếc xe thì em cũng quay luôn cho anh chị và các bạn cùng ngắm các chi tiết của chiếc xe thì nó cũng rất là rõ ràng từng phần hệ thống vô lăng này rồi là màn hình giải trí phím bấm chức năng chất lượng má ghế bệ thì tay rồi là những phần cột kèo của chiếc xe để các bác có thể có cái nhìn tổng quát rõ ràng hơn về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Tiếp tới thì là ta sẽ cùng ngắm qua chi tiết về phần máy của chiếc xe. Với cái khối động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng cho anh chị và các bạn là cái khối động cơ máy 2.0. Các chi tiết về máy móc của chiếc xe thì em cũng sẽ đi kỹ chút về những con ốc đinh tán. Ở đời 2021 này thì nó vẫn sử dụng là máy Skytis Techology cho anh chị và các bạn cái vận hành tối ưu hiệu suất hoạt động của chiếc xe mang đến cái trải nghiệm tốt cho người dùng. À, ngoài ra thì uh, Mazda CX5 thì nó sẽ có một phiên bản là uh, tùy chọn động cơ khác đó là 2.5 với bản 2.5 thì nó sẽ được uh, trang bị bản một cầu và hai cầu. Đấy, với bản này thì uh, dẫn động cầu trước anh chị nhé. Các chi tiết uh, về uh, đường ống két nước của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua trong clip thì em cũng cố gắng cập nhật càng rõ chi tiết cho anh chị và các bạn có thể dễ tham khảo. Với mẫu xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Pre sản xuất năm 2021, hiện tại em đang chào bán anh chị và các bạn với mức giá là 750 triệu. Giá lại em còn giảm và thương lượng anh chị ạ. Đấy, trong cái phần máy móc của chiếc xe thì em quay đầy đủ những phần con ốc bảy màu ở phần lắp dàn cò này. Rồi những cái phần keo đuôi chuột của chiếc xe thì em cũng quay rõ luôn để anh chị và các bạn có thể thấy là nó zin như nào. Và những cái phần ốc mặt máy, ốc chân máy của chiếc xe. Đó, các chi tiết này em quay thì anh chị và các bạn có nghề trong xe, xem xe rồi thì mình có thể là nhìn qua mình có thể biết là chất lượng của chiếc xe đến bao nhiêu phần trăm. Còn để mà rõ hơn, cụ thể chi tiết hơn thì các bác cứ trao đổi với em, em sẽ gửi chi tiết rõ ràng từng phần để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ đã qua sử dụng rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ